Mọi người vừa bảo rồi, vừa điện rồi. Cái gà bé không nhỉ? Bảo không ăn gì hả? Sao lại không có bóng điện à? Cho lên tivi. Quay video. Cho lên tivi. Phát thủ tiếp à? Món giò mỡ này là đặc sản. Mình cho một canh nhá. Vừa không? Đặc sản quê hương. Có một nghĩ chưa? Không, còn nghĩ là sau này cho giòn. Đỏ mắt nhỉ? Thì cứ để cho nó giảm mỡ rồi, giảm mỡ. Tao giấy tao cho đấy. Nhiều nhỉ, kêu hai mẻ. Hai mẻ. Cả một cái thủ ở đây hết. Rồi. Cả đó, cả là cái thủ. Cái thủ ấy. Rồi ra lên. Form lên. Tắt ga thì nó mới có độ bơm. Thôi mình đi cắt tiết thì con nải lông trên lắm. Còn bám mà con nó rơi chảo ấy. Nếu cho vịt thì nếu có nghĩa là cháo là chỉ có nước thôi thì